Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Cuộc sống 24 giờ của kênh VTC14 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hôm nay thứ ba ngày 30 tháng 8 năm 2016, tôi là Xuân Tú. Còn tôi là Vi Dung và chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Cháy nhà thờ lịch sử tại thành phố Philadelphia của Mỹ phá hủy nghiêm trọng cơ sở vật chất của công trình này. Nguy cơ các bệnh bạch hầu, ho gà, sởi hay viêm não Nhật Bản lây lan và bùng phát trở lại từ các ổ dịch nhỏ ở vùng sâu vùng xa. Nhiều học sinh ở trường tiểu học Nguyễn Trãi tại thành phố Vinh, Nghệ An chuyển trường do phụ huynh cho rằng mô hình trường học mới VNN không còn phù hợp với con em của họ. Trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, trao đổi với đạo diễn Phan Đăng Di xung quanh các mâu thuẫn giữa các nhà phát hành phim, liệu đó có phải là tín hiệu tích cực cho một thị trường điện ảnh Việt Nam cạnh tranh bình đẳng hay không? Xúc động với niềm vui của các em nhỏ Syria khi lần đầu tiên được ăn kem và bánh ngọt ở nơi sơ tán cùng gia đình sau nội chiến. Hãng tin Reuters cho biết một đám cháy đã bùng lên ở một nhà thờ lịch sử tại thành phố Philadelphia của Mỹ, gây ảnh hưởng và phá hủy nghiêm trọng cơ sở vật chất của công trình này. Theo thông tin từ hãng truyền thông địa phương, ngọn lửa đã bắt đầu từ tầng hầm của nhà thờ Giuseppe Presbyterian. Đây là một trong những nhà thờ lịch sử đã tồn tại hơn 100 năm. Theo đó, thì nhiều lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường để khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, thì ngọn lửa quá lớn đã phá hủy và khiến cho mặt trước của nhà thờ bị sụp đổ. Hiện thì không có thương vong nào được ghi nhận. Các nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn. Cũng theo hãng tin Reuters, cách đây ít giờ cho biết, một cơn bão sét đã tấn công bầu trời miền Nam Na Uy. Kết quả là hơn 300 con tuần lộc hoang dã đã bị sét đánh chết. Theo cơ quan môi trường Na Uy, đàn tuần lộc hoang dã này đã bị sét đánh chết hàng loạt trên cao nguyên núi Hadarjövida trong một cơn bão sét dữ dội. Một nhân viên kiểm lâm đã phát hiện ra 323 con tuần lộc đã chết, trong đó 4 con đang bị thương đã được giải cứu và đưa xuống núi. Các nhà chức trách địa phương cho biết đây là lần đầu tiên số lượng tuần lộc bị sét đánh chết nhiều đến vậy. Theo ước tính, tại núi Hadarjövida, Na Uy có khoảng 10.000 con tuần lộc hoang dã. Các nhà chức trách Bỉ cho biết là lực lượng cảnh sát quốc gia này đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan tới vụ nổ tại Viện Hình sự Brussels vào ngày hôm qua 29 tháng 8 theo giờ địa phương. Theo thông tin từ hãng truyền thông địa phương, danh tính của 5 nghi phạm chưa được công bố. Tuy nhiên, cơ quan công tố tại Brussels cho biết nhiều khả năng là vụ nổ liên quan tới băng nhóm tội phạm có tổ chức hơn là những kẻ khủng bố. Được biết, vụ nổ đã xảy ra tại Viện Nghiên cứu Hình sự Quốc gia ở Brussels vào khoảng 2 giờ sáng ngày 29 tháng 8 theo giờ địa phương. Rất may là vào thời điểm đó không có ai ở bên trong tòa nhà nên không có báo cáo về thương vong. Một số kẻ đã lái chiếc xe ô tô đâm thẳng vào tòa nhà và gây ra vụ nổ. Hiện văn phòng công tố viên đang tiếp tục điều tra về vụ tấn công cũng như là lấy lời khai từ 5 nghi phạm. Chính quyền Yemen cũng vừa cho biết một vụ đánh bom tự sát đã xảy ra ở thành phố Aden, miền nam nước này. Vụ việc khiến ít nhất 54 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Nguồn tin quân sự tại Aden cho biết một kẻ đánh bom tự sát đã lao chiếc xe ô tô chứa đầy chất nổ vào một nhóm tân binh gần một trường học ở khu dân cư Masura thuộc thành phố Aden, khiến ít nhất 54 người thiệt mạng và 67 người khác bị thương. Theo đó, vụ nổ xảy ra tại sân trường, nơi hàng trăm tân binh đang tập trung. Các tân binh nhắm tới trong vụ tấn công này tham gia vào một lực lượng ủng hộ chính phủ. Lực lượng này sẽ di chuyển tới khu vực biên giới với Ả Rập Xê Út. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Amaq của phiến quân IS cho biết IS đã tuyên bố chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này. Đức Giáo Hoàng Francisco đã gặp Mark Zuckerberg, sáng lập viên và là CEO của Facebook, trong một buổi tiếp kiến riêng diễn ra tại Vatican, Italia. Theo đó, Giáo Hoàng và ông chủ Facebook Zuckerberg đã bàn về cách để có thể sử dụng các kỹ thuật truyền thống để xóa bớt nghèo khổ. Đồng thời, họ cũng thảo luận đến tầm quan trọng của việc kết nối mọi người, đặc biệt là với những người ở một vài vùng trên thế giới không vào được Internet. Hai vợ chồng ông Zuckerberg đã tặng Đức Giáo Hoàng một mẫu máy bay nhỏ sử dụng năng lượng mặt trời để có thể phân phát kết nối Internet đến những vùng không có kết nối. We'll be right back.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, tại một số vùng sâu vùng xa, vùng đi lại khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn xuất hiện rải rác ổ dịch nhỏ bệnh bạch hầu, ho gà, sởi, viêm não Nhật Bản. Do đó bỏ sót đối tượng trong các đợt tiêm chủng. Theo Bộ Y tế, không loại trừ nguy cơ bệnh lây lan và bùng phát trở lại từ các ổ dịch nhỏ này. Hiện các ổ dịch tuy xuất hiện rải rác nhưng đều là những bệnh nguy hiểm như bạch hầu, ho gà, sởi, viêm não Nhật Bản. Trong đó có những bệnh rất dễ lây qua đường hô hấp. Trước tình hình trên, để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường quản lý đối tượng tiêm chủng. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phòng chống bệnh qua tiêm chủng mở rộng, nhất là các bệnh truyền nhiễm đã có vaccine nhưng vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại, đảm bảo đạt tỷ lệ tiêm chủng trên 90% ở quy mô xã phường. Nếu xảy ra tai biến nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc là gây thiệt hại đến tính mạng của người được tiêm chủng, nhà nước có trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại. Đó là nghị định quy định khi sử dụng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng chống dịch vừa được ban hành. Theo đó, trường hợp được nhà nước bồi thường gồm có người được tiêm chủng bị tai biến nặng để lại di chứng dẫn đến bị khuyết tật, người được tiêm chủng bị tử vong. Nghị định quy định người sử dụng bị thiệt hại để lại di chứng dẫn đến bị khuyết tật được bồi thường 30 tháng lương cơ sở và các chi phí do phải khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, thiệt hại do thu nhập bị mất hoặc là bị giảm sút. Người sử dụng bị thiệt hại đến tính mạng được hỗ trợ các chi phí do phải khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trước khi tử vong, chi phí mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở do nhà nước quy định, chi phí bù đắp tổn thất về tinh thần là 100 triệu đồng cho nạn nhân của người bị thiệt hại và các chi phí do thu nhập bị mất hoặc là giảm sút do quy định. Bắt đầu từ năm học 2011-2012, dự án trường học mới viết tắt là VNN ở Việt Nam được đưa vào thí điểm với mục đích chuyển đổi từ cách giáo học truyền thống sang cách học hiện đại. Và đến năm 2015-2016, cả nước đã có trên 3.700 trường tiểu học triển khai và hơn 1.600 trường trung học cơ sở tham gia đối với học sinh lớp 6. Tuy nhiên đến nay khi mà chuẩn bị cho năm học mới thì đã có rất nhiều ý kiến khác nhau về mô hình học tập này. Như là tại thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An, từ đầu tháng 8 đến nay thì nhiều phụ huynh ở trường tiểu học Nguyễn Trãi đã làm đơn và xin chuyển trường cho con. Theo ý kiến của các bậc phụ huynh, chương trình này chỉ thực sự tốt cho những học sinh có năng lực, khiến phụ huynh rất lo ngại về học lực của con em mình sau khi học hết bậc tiểu học. Đối với học sinh tiểu học á, nhất là một cái cấp học đầu đời để mà đưa lên là cấp 2, cấp 3 thì nó cả một vấn đề. Vì vậy, giả sử như nếu mà tự chủ VNN thì theo tôi nghĩ là ở nhà phụ huynh tự mua sách và hướng cho con theo thế là được. Nhưng mà vậy tại sao là phải bây giờ là thiếu giáo viên này, mà giáo viên là phải giáo viên thực thụ. Vậy thì bây giờ là theo tôi nghĩ là cái gì chất lọc từ VNN, từ công nghệ đưa vào trở thành một cái điều nó tối ưu nhất, đưa đến cho học sinh một cái điều tốt đẹp nhất. Nhiều phụ huynh còn cho rằng mô hình này chưa được phổ cập ở cả hệ thống các cấp học, nên khi lên cấp học trung học cơ sở so với chương trình truyền thống thì các em sẽ bị đuối, tiếp thu kém hơn bạn bè đồng lứa. VNN chỉ kéo dài đến cấp 1, cấp 2 hay không thì là một dấu hỏi nữa. Tại vì chương trình chỉ mới đến lớp 7 thôi. Trong một lớp 7, các vị sẽ tìm hiểu đi, sách VNN lớp 7 mà lý, hóa, sinh, ba môn này không phải môn chính à, mà lại in vào một quyển sách. Như thế, họ lấy đâu ra kiến thức để học sinh học? Thứ nhất là thế, thứ hai nữa là các môn như lý, hóa, sinh, học sinh truyền thống đều học từ bắt đầu vào kỳ 1, nhưng mà học sinh VNN vào bắt đầu học kỳ 2 mới được học. Như thế là chậm so với tiến độ, và chậm kiến thức như thế là eo hẹp lại. Học ở trường này là theo mô hình VNN thì cơ sở vật chất chưa đủ và chỉ số đông. Cái thứ hai là lên cả cấp trên là họ không cho dung hòa về các cái trường học khác theo cái trường chương trình học cũ, mà họ vẫn bắt đi theo một con đường đó. Thì sau thi cử thì chương trình VNN là chọn lọc học trường gì tốt nhất cho họ học hết cả, cho nên là họ sợ là con mình kiến thức sau thi cử lên cấp 3 lên đại học là sẽ kém đi. Trao đổi với phóng viên về mô hình trường học mới VNN ở bậc tiểu học, theo kinh nghiệm của những cô giáo đứng lớp thì mô hình này đã tiếp cận khá tốt với các yêu cầu đổi mới giáo dục và bước đầu khắc phục được những hạn chế của mô hình giáo dục truyền thống. So với cái phương pháp dạy học truyền thống thì phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới này thì nó có cái ưu điểm là học sinh là rèn cho học sinh được những cái năng lực, những cái phẩm chất
đáng quý của người học, như là ý thức tự học, tự phục vụ, tự quản, và đặc biệt là các cháu là mạnh dạn, tự tin và giao tiếp tốt. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chưa đảm bảo đồng bộ về chất lượng và số lượng, việc đổi mới chưa đi theo một lộ trình phù hợp. Như theo tôi thấy thì qua gần 20 năm là vừa dạy học vừa làm quản lý ấy, thì tôi thấy là ở cái mô hình này nó cũng có những cái ưu điểm thực sự, mà đặc biệt là cái phát triển về cái giáo dục lối sống thực sự như thế, năng lực, phẩm chất và giáo dục lối sống cho các em. Còn theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, trong cuộc họp phụ huynh toàn trường tiểu học Nguyễn Trãi thì liên tục 5 năm triển khai VNN có cái phù hợp với trường này, địa phương này, nhưng không phù hợp với trường kia, địa phương kia. Những cái nào làm tốt rồi thì chúng ta ghi nhận và tiếp tục thực hiện. Cái nào chưa tốt, chưa phù hợp, còn có băn khoăn thì nhà trường, ngành giáo dục và người dân sẽ có đối thoại để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện dần. Thưa quý vị, 111.000 ly sữa tương đương với 700 triệu đồng vừa được Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk và Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam trao tặng cho hơn 1.200 trẻ em tỉnh An Giang. Chương trình trao sữa được tổ chức tại trường tiểu học B Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Bà Bùi Thị Hương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk cho biết, thông qua Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam, với tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng, năm 2016, nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Vinamilk, tiếp tục dành 22,5 tỷ đồng cho 40.000 trẻ em nghèo tại 40 tỉnh thành ở Việt Nam được uống sữa miễn phí, với giá trị sữa tăng hơn 100% so với năm 2015. Qua đó cho thấy cam kết của Vinamilk đối với các thế hệ người Việt, đặc biệt là trẻ em Việt Nam, với mong muốn để mọi trẻ em Việt Nam đều được uống sữa mỗi ngày, góp phần tạo điều kiện phát huy tối đa tiềm năng của trẻ em Việt Nam cả về thể chất và trí tuệ. Trong năm 2016, tính đến nay đã có hơn 373.000 trẻ em khó khăn tại Việt Nam đã được thụ hưởng 30 triệu ly sữa, với tổng giá trị tương đương 120 tỷ đồng thông qua Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam, đồng hành bởi Vinamilk. Sau Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, nhiều địa phương trên cả nước cũng bắt đầu triển khai kế hoạch phủ sóng Wi-Fi miễn phí tại các điểm công cộng, du lịch tập trung đông người dân, du khách. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và Vũng Tàu của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chính là hai thành phố mới nhất thực hiện việc này. Trước mắt, thành phố Tuy Hòa sẽ phủ sóng Wi-Fi một số điểm quan trọng thuộc trung tâm thành phố, trong đó tập trung vào khu vực hành chính, trung tâm, dọc các tuyến đường lớn, khách sạn, nhà hàng, nhà cao tầng hay địa danh tham quan du lịch. Sau khi đưa vào vận hành khai thác trong thời gian 1 năm, sẽ triển khai phủ sóng các khu vực còn lại trong thành phố và các khu du lịch kinh tế trọng điểm. Kinh phí thực hiện là 4,6 tỷ đồng và sẽ triển khai từ nay tới năm 2020 nhằm phục vụ nhu cầu của người dân và du khách, đồng thời giúp quảng bá hình ảnh địa phương. Trong khi đó, tại thành phố Vũng Tàu, một số điểm Wi-Fi đã được lắp đặt thử nghiệm tại các điểm du lịch, bãi biển với bán kính bắt sóng trung bình trên 100m và khả năng đáp ứng cho hơn 1.000 người truy cập Internet miễn phí mỗi ngày. Thời gian tới, Vũng Tàu sẽ tiếp tục mở rộng các điểm Wi-Fi miễn phí ra các địa điểm công cộng, bệnh viện, bến tàu du lịch để phục vụ người dân và du khách. Trong mùa lễ hội tới thì nhiều khả năng những cảnh tranh cướp, đánh nhau bạo lực trong các lễ hội cướp vết sẽ không còn tái diễn, khi mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị các tỉnh Phú Thọ, tỉnh Vĩnh Phúc thay đổi hình thức tổ chức với lễ cướp vết hiền quan ở Phú Thọ và lễ hội đả cầu cướp vết ở tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị hai địa phương nghiên cứu đề xuất thay đổi hình thức tổ chức lễ hội cho phù hợp, không để xảy ra việc tranh cướp, ẩu đả, bạo lực. Dự kiến Bộ Văn hóa sẽ cùng hai địa Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vào đúng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới sẽ tổ chức lễ cưới tập thể cho 100 đôi uyên ương. Đây là năm thứ 9 lễ cưới tập thể được tổ chức dành cho thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đối tượng tham gia lễ cưới tập thể năm nay là cán bộ, công nhân viên, thanh niên, công nhân, giáo viên, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ quan đơn vị, trường học, doanh nghiệp cùng các chiến sĩ. Sau khi diễu hành xe hoa qua các tuyến đường trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, 100 cặp đôi sẽ đến dâng hương tại tượng đài Bác Hồ rồi di chuyển về nơi tổ chức tiệc cưới ở quận 10. Mỗi cặp đôi sẽ được hỗ trợ một bàn tiệc, nhẫn cưới, xe hoa, bánh cưới, trang phục cưới, cặp gối, phiếu đi siêu thị, chăm sóc sức khỏe miễn phí. 20 cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhận thêm quà và một đôi sẽ được tặng một căn phòng mơ ước. Ngoài ra, 100 cặp đôi này sẽ còn được các chuyên gia tư vấn kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, tham gia chương trình Hành trình hạnh phúc sau lễ cưới.
Chương trình nhằm phổ biến nếp sống văn minh tiết kiệm cho thanh niên, cũng như chăm lo cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn và tôn vinh những nét đẹp truyền thống của lễ cưới Việt Nam. Tại nhiều quốc gia như là Thụy Điển, Hà Lan, Úc, hành trình Pride là một sự kiện thường niên thu hút hàng triệu người tham gia, bao gồm cả các nhà chính trị, các nhà hoạt động xã hội, cộng đồng LGBT, những người đồng tính, song tính và chuyển giới, các liên minh và những ai ủng hộ cho quyền bình đẳng và nhân ái. Bắt đầu từ năm 2012, ngày hội này được tổ chức tại Việt Nam và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của cộng đồng. Năm 2016, không chỉ đến với những thành phố lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, hành trình Việt Pride còn tạo được nhiều dấu ấn ở một số địa phương lần đầu tiên tổ chức, trong đó có tỉnh Quảng Ninh. Trong đêm gala đầu tiên đã có gần 1.000 thành viên của cộng đồng LGBT đến tham dự. Họ tìm đến những hoạt động ở đây chỉ với một mong ước duy nhất là sống đúng với giới tính của mình. Một số bạn trong lớp ấy thì nhiều bạn đó nhiều lúc lại còn nói con là tao không chơi với con bị lét. Và nhiều lúc thì trong những tiết học ấy thì nếu mà đề cập đến giới tính thứ ba thì lúc nào bé cũng được nhìn với ánh mắt khác, như kiểu là mình nặng nõng hay mình độc lập ấy, cảm thấy người nó cứ run lên ấy, không biết nói gì ấy, chỉ biết cúi mặt xuống. Thì lúc đó bản thân mình là đã biết là mình thích một người con trai cùng giới tính với bản thân mình. Lúc đó mình rất là sợ, thì mình lo sợ là chỉ có một người như mình thôi, và đôi khi mình có thể là chán ghét bản thân mình, và mình nhiều lúc mình còn nghĩ đến những cái trường hợp xấu nhất là mình có thể rời xa cuộc sống này. Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường Việt Nam IC, hiện đang có khoảng 1,6 triệu người đồng tính, song tính và chuyển giới tại Việt Nam. Mặc dù luật pháp Việt Nam đang có nhiều quy định ủng hộ người song tính, đồng tính, nhưng đa phần trong số họ còn rất nhiều định kiến, bạo lực. Và gia đình là một trong những yếu tố quan trọng giúp người đồng tính, song tính chuyển giới, hòa nhập xã hội. Bây giờ thì tôi ủng hộ con, đồng hành cùng con. Và xung quanh tôi thì cũng còn không phải đã hết những người kỳ thị. Bây giờ tôi nghĩ rằng là đây là cái giới tính tự nhiên sinh ra như vậy, chứ không phải do con mình lựa chọn, mà không phải do mình tự chọn. Đấy là giới tính tự nhiên của con người. Hôn nhân đồng giới đã được chấp nhận tại một số quốc gia trên thế giới, mang lại hạnh phúc cho hàng triệu người. Còn tại Việt Nam, để thay đổi cách nhìn cũng như các định kiến xã hội về cộng đồng LGBT là cả một hành trình đòi hỏi sự chung tay, đoàn kết của tất cả các thành viên và cộng đồng xung quanh. Con đường ven sông Lừ ngõ 120 Trường Chinh thuộc địa phận phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội đã cơ bản hoàn thành vào tháng 4 năm ngoái. Tuy nhiên, sau khi đi vào hoạt động thì con đường này bỗng nhiên trở thành nơi tập kết rác thải, phế liệu xây dựng. Rác thải lấn chiếm lòng đường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây cũng như các phương tiện qua lại. Phế thải vật liệu xây dựng đổ cao thành đống, chiếm nửa lòng đường. Những bao tải nằm ngổn ngang cùng gạch đá và phế thải vứt lay lắt bên đường. Đống rác thải sinh hoạt này nằm chinh inh trên mặt đường và vẫn ngày ngày được chất đầy thêm. Ở đây là vứt, cái thứ nhất là ảnh hưởng môi trường. Người dân tình ở đây sống thì là hít thở không khí là một, thứ hai vấn đề giao thông là xe cộ đi đâm nhau ở đây rất nhiều lần, không có điện đường. Thế rồi là người đi là xe máy cũng đâm nhau, va chạm tai nạn, gây tai nạn. Cột đèn này đứng sừng sững ở đây nhưng chỉ mang tính chất trang trí, vì theo người dân cho biết buổi tối tuyến đường này tối om vì lắp đèn để đấy không sử dụng được. Con đường trở nên chật hẹp hơn với đủ các loại túi rác được xếp chồng chất lên nhau. Phế thải xây dựng không biết từ đâu cứ mỗi ngày mang về đây đổ tràn xuống mặt đường. Các phương tiện giao thông di chuyển rất nhiều qua con đường này, mà mặt đường thì bị các loại rác lấn chiếm, chỉ còn một lối nhỏ tạo thành nút thắt cổ chai gây ách tắc giao thông. Rác thì các nơi nó đi xe nó xây dựng, các khu nó chở đây nó đổ, đêm hôm nó đổ trộm ra đây không biết được. Bây giờ cũng có lúc người dân phát hiện được, nhưng mà nói thì tiếng nói nó cũng không có trọng lượng, không có cái cơ pháp chế nào mà buộc nó cũng được đổ. Thì chỉ nhắc nhở thôi, cũng phải gì, nhiều lúc cũng già cũng va chạm to tiếng với nhau, nhưng mà nó cũng lại nở thì nó cũng chạy trốn thế thôi. Người dân đã phản ánh, đã làm đơn ra phường rồi đấy, cũng làm đơn kiến nghị gửi ra phường rồi, yêu cầu để cho người
vệ sinh môi trường đô thị dọn và cũng đề nghị giải quyết làm nào mà ngăn được cái này nhưng mà khó. Kết cấu mặt đường cao hơn nền nhà dân khiến ở đây cứ mưa lại ngập nước, cộng với rác thải tập kết đầy mặt đường nên người dân phải xây dựng những bờ tường để chắn nước vào nhà như thế này. Và người dân cũng đã nhiều lần kiến nghị lên cơ quan chức năng nhưng tình trạng này vẫn không có sự thay đổi. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần điểm báo sáng nay của chúng tôi. Mở đầu phần điểm báo sẽ là một bài viết có nhan đề Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là tình trạng ngập nhức nhối lắm tại thành phố này. Sáng ngày 29 tháng 8, cuộc họp kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nóng với vấn đề chống ngập nước. Mở đầu cuộc họp thì ông Nguyễn Thành Phong bày tỏ sự nóng ruột về tình trạng ngập nước trên địa bàn thành phố, nhất là đợt mưa trong các ngày 26 và 27 tháng 8. Chiều cường không cao, nước kênh Nhiêu Lộc hôm đó không lớn, tại sao đường Phan Xích Long, nơi Trang Long, rồi cả khu vực quận Tân Bình lại ngập? Giờ báo ra đọc ý kiến phản hồi của người dân mà thấy nhức nhối. Ông Phong cho rằng tình trạng ngập nước không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn tác động đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến giao thông đô thị, cần phải có tính toán xử lý cụ thể để người dân bớt khổ. Giải trình trước cuộc họp thì ông Nguyễn Ngọc Công cho biết lý do nước ngập chút vào nhà dân trên đường Phan Xích Long là do nước trên mặt đường thoát không kịp. Nước thoát không kịp là do rác bít một số cửa xả trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Ông Công cho rằng cơn mưa chiều tối ngày 26 tháng 8 cũng làm ngập đường Trường Sơn ở trước sân bay Tân Sơn Nhất là điều rất hiếm gặp. Riêng đối với tình trạng tái ngập tại sân bay Tân Sơn Nhất thì ông Công cho rằng đang gặp khó ở vấn đề thoát nước. Hiện tại các kênh A41, Hy Vọng và Nhật Bản đảm nhiệm vai trò thoát nước cho sân bay Tân Sơn Nhất. Trong đó thì kênh A41 bị lấn chiếm xả rác nhiều năm nay làm nghẽn dòng chảy vẫn chưa được xử lý. Tiếp theo xin chuyển sang một bài viết trên trang 13 báo Thanh Niên với nhan đề Việt Nam hưởng lợi bèo bọt từ FDI. Theo quy định, chỉ doanh nghiệp công nghệ cao mới được hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt vòng đời dự án, không tính 4 năm đầu miễn thuế và 9 năm tiếp theo chỉ đóng 50%. Và để Samsung Việt Nam chịu đầu tư tại Việt Nam, chính phủ Việt Nam phải công nhận các công ty con của họ là doanh nghiệp công nghệ cao, dù thực chất chủ yếu là lắp ráp. Thế là họ nghiễm nhiên được hưởng mức ưu đãi cao nhất trong khi mức thuế mà các doanh nghiệp khác phải đóng ở thời điểm đấy là 25%. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận xét nghe kim ngạch xuất khẩu lớn rất oai nhưng thực tế 70-80% hàng hóa để sản xuất là nhập khẩu từ nước ngoài. Nghĩa là doanh nghiệp ở nước ngoài hưởng lợi chứ không phải là doanh nghiệp Việt Nam. Thành ra những doanh nghiệp được hưởng ưu đãi của Việt Nam dành cho Samsung không chỉ Samsung mà còn có các đối tượng thứ ba ở ngoài Việt Nam. Chuyên gia kinh tế Ngô Chí Long thừa nhận sự lấn át của FDI trong nền kinh tế Việt Nam thể hiện nội lực rất yếu. Ngày càng nhiều doanh nghiệp FDI chọn Việt Nam làm bàn đạp xuất khẩu, bên cạnh việc chúng ta dễ dàng cấp ưu đãi, còn có việc nội lực bên trong quá yếu, tạo điều kiện để các doanh nghiệp ngoại phát triển lấn át. Bà Lan thì có bổ sung là Việt Nam đang tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do, trong đó có những thị trường rất lớn trên thế giới. Vì thế Việt Nam trở thành cứ điểm để các nhà đầu tư nước ngoài tìm tới. Vấn đề chính của chúng ta là làm sao tận dụng cơ hội này chứ đừng nhường hết cho doanh nghiệp FDI. Liên tiếp trong nhiều năm qua thì người dân ở miền Tây luôn nóng lòng ngóng lũ về. Ở thời điểm này cũng vậy bởi vì là lũ về giúp cho nhà nông cải thiện được cuộc sống, nâng cao được thu nhập, đem phù sa, tháo chua, rửa phèn, giải quyết công ăn việc làm cho hàng chục ngàn người. Mùa lũ không về hoặc là về thấp và muộn làm cho đồng bằng sông Cửu Long gặp nhiều hệ lụy. Vì sao quy luật tự nhiên này lại bị đảo lộn một cách bất thường như vậy? Tháng 7 âm lịch nước nhảy khỏi bờ, thế nhưng mà hiện nay đã gần bước qua tháng 8 âm lịch rồi mà con nước vẫn lẹt đẹt, thấp tè, lạ kỳ. Tôi nhớ vài năm trước đây giờ này thì người dân thu hoạch lúa xong nước đổ về trắng đồng giúp cải tạo đất và phù sa. Tháo chua rửa phèn, ông Nguyễn Quốc Hùng, lão nông ở ấp Tân Hiệp A, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang nói. Ông Hùng cũng nói thêm là người dân ở địa phương thì đã quen với cuộc sống mùa lũ. Cứ mỗi độ mùa nước về là bà con đua nhau ra giăng lưới bắt cá, tép nhộn nhịp hoặc là đi thu hoạch bông điên điển, loại cây mọc tự nhiên trong mùa lũ. Đây được coi là nguồn thu nhập không nhỏ của nông dân trong mùa lũ, nhất là đối với các hộ nghèo. Vì vậy không thấy nước về thì bà con vô cùng lo lắng.
Tương tự tại làng nghề đan lọt tép ở xã Hòa Long, huyện Lai Vung, Đồng Tháp, mặc dù giá bán lọt thấp hơn cùng kỳ 2015 khoảng 20%, giá bán lẻ từ 14.000 đến 15.000 đồng một cái, nhưng mà rất ít người mua. Anh Lê Minh Tâm ở xã Hòa Long vừa đan lọt vừa nói là năm rồi thì đầu tháng 7 âm lịch tàu ghe từ nhiều nơi khác về đây lấy hàng nườm nượp cả nghìn cái, còn bây giờ lâu lâu mới thấy vài khách đến lấy với số lượng rất ít. Vùng hạn Lào và miền Trung có vai trò quan trọng đưa lũ về miền Tây, nhưng mà nơi này thì lại không có nước. Trong khi đó, các trận bão không đi vào miền Trung mà chạy lên phía Bắc và Trung Quốc. Ngoài ra thì do mùa mưa năm nay cũng thay đổi, tập trung ở đồng bằng sông Cửu Long, khiến cho nước xả thẳng ra biển. Vì vậy năm nay thì đồng bằng sông Cửu Long có thể có lũ về muộn và không lớn. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu của Trường Đại học Cần Thơ có trao đổi như vậy với các phóng viên của Báo Nông thôn ngày nay. Trên báo Thanh Niên trang 6 trang 7 có bài viết mà nhiều người chắc hẳn sẽ rất quan tâm sau nhiều vụ việc thời gian qua: lỗ hổng chữ ký của chủ tài khoản. Mấu chốt nằm ở chỗ hồ sơ đăng ký mở tài khoản của công ty Quang Huân được ký và đóng dấu đầy đủ bởi đại diện của công ty. Tuy nhiên chữ ký đó lại là chữ ký của kế toán viên của công ty, trong khi phía dưới lại ghi tên của bà Thanh Xuân. Trước đó thì có vụ việc là bà Trần Thị Thanh Xuân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển Quang Huân, công ty Quang Huân, tố cáo 26 tỷ đồng của bà nằm trong tài khoản ở VP Bank đã biến mất. Bàn sâu hơn về vụ việc này, ông Nguyễn Chí Hiếu phân tích quy định có thể gây rủi ro lớn cho tài khoản của doanh nghiệp vì khiến các bên hiểu rằng người chủ tài khoản có thể ký ở đâu đó ngoài ngân hàng mà không có cán bộ ngân hàng có mặt để kiểm chứng chữ ký là của chính chủ. Tuy nhiên điều khoản trên quy định cho rằng dù ngân hàng không phải gặp mặt trực tiếp chủ tài khoản nhưng ngân hàng phải có trách nhiệm để đứng ra nhận đối chiếu, đảm bảo khớp đúng dấu chữ ký của chủ tài khoản trên hợp đồng với mẫu dấu chữ ký của chủ tài khoản trong hồ sơ tài khoản thanh toán. Theo giám đốc phụ trách pháp lý một ngân hàng, cuộc chạy đua cạnh tranh tìm kiếm khách hàng khiến lỗ hổng chữ ký ngày càng lớn. Các nhân viên ngân hàng bị đè áp lực chỉ tiêu vào thời gian, trong khi họ khó gặp được người chủ doanh nghiệp để mời mở tài khoản. Trong trường hợp hồ sơ mở tài khoản của doanh nghiệp gửi đến ngân hàng qua đường bưu điện, ngân hàng sẽ khó có thể xác định được chữ ký của chủ tài khoản mà phụ thuộc vào con dấu của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Chí Hiếu dẫn trường hợp vợ đột quỵ ngân hàng không cho chồng rút tiền gần đây để chứng minh không dễ rút tiền. Theo đó vào tháng 4 năm 2016, vợ ông M gửi 2 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng tại một ngân hàng và ngày sau vợ ông bị đột quỵ và khi ông đến rút tiền ra để trang trải chi phí cho vợ nằm viện thì ngân hàng không cho mà yêu cầu cần có sự đồng ý của người giám sát, giám hộ. Đây là một trong số những điều hớ hênh hay là câu kết liên quan đến việc hoạt động ngân hàng thời gian gần đây. Và để bịt lỗ hổng chữ ký thì ông Bùi Quang Tín cho rằng phía ngân hàng cần rà soát lại quy trình mở tài khoản để có thể xác định được đúng người đại diện pháp luật hay người được ủy quyền mở tài khoản. Trong phần tiếp theo của chương trình, cùng trao đổi với đạo diễn Phan Đăng Di xung quanh các mâu thuẫn giữa các nhà phát hành phim, liệu đó có phải là tín hiệu tích cực cho một thị trường điện ảnh Việt Nam cạnh tranh bình đẳng hay không? Xúc động với niềm vui của các em nhỏ Syria khi lần đầu tiên được ăn kem và bánh ngọt ở nơi sơ tán cùng gia đình trở về. Lễ trao giải Video Music Awards 2016, giải thưởng thành tựu trọn đời cho Rihanna và giải video của năm được trao cho Beyoncé với MV Formation. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua tấm cám Chuyện Chưa Kể dù không được chiếu tại CGV, đơn vị có cụm rạp lớn nhất tại Việt Nam, song được cho là vẫn đạt được doanh thu cao dù chỉ có một tuần ra rạp. Chỉ trong 3 ngày mà đơn vị sản xuất có thể thu về gần 22 tỷ đồng và so với con số bỏ ra như công bố là 20 tỷ thì có lẽ là phim bắt đầu thu được lãi. Trước đó có thông tin cho rằng việc phim này không được chiếu tại CGV có thể làm mất đi khoảng 30 tỷ đồng. Kết quả của tấm cám Chuyện Chưa Kể thực hư doanh thu ra sao, có thể là còn nhiều câu chuyện phía sau. Chỉ biết rằng là với việc mà các suất chiếu của bộ phim này luôn trong tình trạng chật kín đã khiến cho nhiều người thở phào hoặc là phải nhìn nhận lại cách mình đánh giá từ cuộc chiến giữa tấm cám Chuyện Chưa Kể, đơn vị sản xuất VAA với đạo diễn kiêm diễn viên Ngô Thanh Vân, đơn vị phát hành BHD với CGV. Bởi vì trước đó thì nhiều người có kêu gào đó là sự chèn ép của một ông lớn, sự độc quyền thiếu tính cạnh tranh và rằng điều này sẽ làm cho phim Việt và công chúng Việt bị thiệt thòi. Song có những người lại cho rằng đó là tất yếu của thị trường, nơi mà các đơn vị có lợi thế có thể ra giá, thuận mua vừa bán. Và câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị nhìn lại vụ việc này và cùng tham khảo ý kiến cùng một đạo diễn uy tín, đó là đạo diễn Phan Đăng Di.
Trưa ngày 17 tháng 8, tại trung tâm thương mại ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, đoàn làm phim Tấm Cám Chuyện Chưa Kể gồm các diễn viên, nhà sản xuất đã có buổi gặp gỡ giới truyền thông để trình chiếu suất đặc biệt trước thời điểm công chiếu toàn quốc. Trong buổi giao lưu, nhà sản xuất đạo diễn Ngô Thanh Vân bật khóc khi xác nhận đến thời điểm này, Tấm Cám Chuyện Chưa Kể sẽ không được phát hành tại các cụm rạp CGV trên toàn quốc. Nguyên nhân là do giữa VAA, BHD, đơn vị sản xuất và phát hành, với CGV, đơn vị có cụm rạp lớn nhất cả nước, đã không đạt được thỏa thuận về mức ăn chia doanh thu là 50-50. Hiện tại thì em cũng xin chia sẻ là bên mình với lại bên CGV cũng chưa có đi đến được một cái kết thúc cuối cùng là CGV sẽ ủng hộ sản phẩm này, bởi vì họ đưa ra những cái lý do nó chưa có chính đáng lắm, mà bên phát hành cũng giống như là bên ekip của Tấm Cám Chuyện Chưa Kể cảm thấy cái điều họ đưa ra chưa có xứng đáng với những gì mà chúng tôi bỏ ra. Câu chuyện này đã làm nảy sinh rất nhiều tranh cãi trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Trên báo mạng, không ít bài viết nhìn nhận nắm giữ thị phần CGV đang thể hiện vị thế độc quyền của mình. Trên mạng xã hội, những thông tin chia sẻ kêu gọi mọi người hãy ủng hộ một bộ phim thuần Việt, câu chuyện Việt, ekip Việt đang được nhân lên trên diện rộng. Có những người tuyên bố sẵn sàng tẩy chay CGV vì đã không chiếu Tấm Cám Chuyện Chưa Kể. Việt Nam hiện có hơn 480 phòng chiếu phim, trong đó CGV là đơn vị nắm giữ thị phần áp đảo với 176 phòng chiếu, chiếm 36,4%. Lotte là 111 phòng, chiếm 23%. Galaxy Cinema 25 phòng, BHD 36 phòng, Platinum 37 phòng, Dạp Quốc Gia 98 phòng. Áp đảo về số lượng, chưa kể đến chất lượng, về cơ sở hạ tầng đều đầu tư bài bản, CGV có lợi thế hơn rất nhiều với các đơn vị khác. Rõ ràng, đây là một cuộc cạnh tranh không cần sức, song đang buộc các đơn vị tại Việt Nam phải chấp nhận, vì đó là cơ chế thị trường. Chào đạo diễn Phan Đăng Di, làm trong lĩnh vực điện ảnh chắc hẳn anh không còn lạ gì về câu chuyện cạnh tranh hay cuộc chiến ngầm giữa các đơn vị phát hành mà tiêu biểu vừa qua là BSD, VAA và CGV, đơn vị có cụm rạp lớn nhất hiện nay tại Việt Nam. Nói về câu chuyện này, không biết anh có những chia sẻ như thế nào ạ? Từ cái nhìn của tôi thì tôi nghĩ là cái chuyện này sớm muộn thì nó cũng sẽ xảy ra, bởi vì rõ ràng là bây giờ cái thị trường của mình nó đang có những cái bước phát triển và trong đó thì có rất là nhiều bên tham gia vào đó, và khi mà có những cái mâu thuẫn xảy ra giữa các bên, giữa bên sản xuất, bên phát hành thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến những cái vụ lùm xùm chẳng hạn. Tôi nghĩ là có cái khía cạnh đáng mừng ở đây là điều đó cho thấy là hiện tại là các nhà sản xuất Việt Nam thì bắt đầu họ có cái tiếng nói rồi, và họ hoàn toàn là họ sẵn sàng để họ nói cái ý kiến của họ. Nó bắt đầu cho thấy một cái sự phát triển dần dần tiến đến lành mạnh của cái nền công nghiệp điện ảnh. Nhiều người cho đó là cuộc cạnh tranh không lành mạnh, có người lại cho rằng đó là tất yếu của thị trường phim ảnh khi mà chúng ta mở cửa cho các đơn vị nước ngoài kinh doanh hoạt động tại Việt Nam. Ý kiến của anh thì sao ạ? Rất là khó để nói là không lành mạnh hay không, bởi vì là tôi nghĩ những cái đơn vị mà nước ngoài hoạt động điện ảnh Việt Nam chắc chắn họ phải nắm luật rất là rõ để mà họ đưa ra những cái quyết định. Thực ra thì chúng ta đang nói ở chuyện ở trên cái bề mặt thôi, còn tất cả những cái vấn đề mà liên quan đến những cái tranh chấp ở trong mình gọi là thương mại thì đây gọi là một cái hoạt động thương mại thôi, thì nó chắc là sẽ có những cái luật mà không chỉ là luật Việt Nam mà còn liên quan đến những cái luật mà những cái công ước hoặc là những cái luật quốc tế mà Việt Nam có tham gia ký kết vào. Ví dụ tôi nghĩ là chắc chắn là nó cũng sẽ được điều chỉnh bằng cái luật khi mà mình tham gia vào WTO. Có một sự so sánh như thế này, CGV giống như một siêu thị lớn có hệ thống trên cả nước. Các tác phẩm điện ảnh cũng chẳng khác nào các món hàng. Để được bày bán ở siêu thị, tất nhiên anh phải trả một cái giá lớn hơn so với việc anh bày bán chúng ở chợ. Hàng của ta vừa thiếu lại vừa yếu, liệu sự đòi hỏi của CGV có đi ngược lại cam kết nâng đỡ điện ảnh Việt của họ khi mới vào Việt Nam hay không? Tôi cũng không nghĩ là CGV phải có cái trách nhiệm mà gì lớn hoặc là có một cái nâng đỡ với điện ảnh Việt. Trừ khi mà chúng ta đã quy định cái đó ở trong luật khi mà tiếp nhận cái sự đầu tư hoặc là cái sự tham gia vào thị trường của CGV. Bây giờ đây là cái vấn đề mà tự những cái người làm điện ảnh Việt Nam phải ngồi với nhau để mà tìm hiểu xem là trước hết là tôi nghĩ là cuối cùng chúng ta vẫn phải nên rất là biết luật, là xem là trong cái những cái luật mà liên quan đó thì liệu có cái cơ sở nào để chúng ta
kiện không, hoặc là liệu có một cái cơ sở nào để mà chúng ta đưa nhau ra tòa để mà phân xử nó một cách rõ ràng không. Còn tôi không có nghĩ là chúng ta có thể nên dựa vào những cái gọi là những cái cam kết, những cái gọi là lời hứa, bởi vì trong cái kinh doanh hoặc trong cái công việc thì nó cũng phải chuyện lời hứa, đó là chuyện là mình ký với nhau một hợp đồng và mình được ràng buộc bởi luật thôi. Thật ra câu chuyện cạnh tranh thiếu cân sức này khiến tôi liên tưởng tới các ngành nghề khác nhau của chúng ta. Thường với các sản phẩm nội yếu thế, nhà nước cần có sự bảo hộ, nhưng điều này đối với điện ảnh Việt dường như lại đang thiếu, phải không ạ? Tôi nghĩ là cái này phải nhìn từ hai phía, bởi vì chúng ta phải nhìn, nếu mà từ cái phía thị trường thì chúng ta phải thấy là nếu mà chúng ta có cái món hàng tốt mà hợp với thị trường ấy, thì không cần một cái bảo hộ nào cả, thì tự nhiên là nó sẽ được tiếp nhận thôi và được chào đón thôi. Cái đó là cũng giống như là ví dụ như là tại sao cái người Hàn Quốc mạnh không phải là bởi vì là họ có một cái bảo hộ cụ thể nào cả, mà tất cả những cái sản phẩm của họ đều có một cái sức cạnh tranh lớn ở trên thế giới. Chúng ta cũng thấy là nếu mà có một cái sản phẩm mà thú vị mà người ta muốn xem thì bằng cách gì đó thì khán giả họ cũng sẽ xem được, và những cái nhà phát hành họ cũng sẽ rất là hào hứng thôi. Quay trở lại cái chuyện bảo hộ thì tôi nghĩ là bảo hộ là cần thiết, nhưng mà với những cái khu vực ví dụ như là những cái phim mà nó không hẳn là hợp với thị trường, nhưng mà nó quan trọng trong cái việc phát triển cái văn hóa, có ý nghĩa trong cái việc là tạo ra những cái tác phẩm nghệ thuật, thì bản thân những cái phim đó thì nó rất là kén khách rồi. Còn đối với điện ảnh thương mại thì tôi nghĩ là thực ra thì nên để cạnh tranh thôi, và chúng ta sẽ phải cạnh tranh không chỉ là với giữa phim Việt Nam với phim Việt Nam, mà còn giữa phim Việt Nam với phim các nước, và đó là cái thông lệ chung của thế giới. Cuộc chiến vừa rồi ai thắng ai thua đều đã rõ. Nhiều người qua sự kiện đó kêu gào sự đổi mới, tự vươn lên của chính chúng ta để có thể cạnh tranh, nhưng xem ra điều đó là vô cùng khó. Chúng ta đều biết với nhau là thực ra chúng ta chưa mạnh trong rất là nhiều cái lĩnh vực. Và chúng ta lại còn phải chịu một cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt của những cái người mà họ đã có một cái kinh nghiệm, rồi họ có tài chính, rồi họ có một cái thấu hiểu về cái thông lệ quốc tế, thì rõ ràng là chúng ta luôn luôn ở trong một cái thế yếu. Nhưng tôi nghĩ là bất kỳ cái nước nào, ngay cả ví dụ như Hàn Quốc chẳng hạn, thì họ cũng phải đi lên từ những cái nền tảng rất là yếu. Còn tôi nghĩ là ở ta thì rõ ràng chúng ta đang thiếu rất là nhiều những cái chính sách mà trong đó tổng thể để mà giúp đỡ điện ảnh. Ví dụ như là chưa bao giờ tôi thấy là ở các địa phương của mình có những cái cảnh đẹp, tất cả mọi thứ như thế, mà chưa có bao giờ có những cái chính sách hay là có những cái cách gì để mà các đoàn phim Việt Nam hay là nước ngoài đến cùng quay phim ở đó, để đưa những cái hình ảnh đó lên màn ảnh chẳng hạn, thì những cái đó rất là thiệt. Ví dụ như là cái trường hợp mà chúng ta có thể nói, ví dụ cái thành công của Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, tức là điện ảnh, bởi vì nó cái sức lan tỏa và cái gọi là cái tác động mạnh của nó đối với công chúng, cho nên là thực ra nó mình phải thấy đó là một cái cơ hội cho không phải là chỉ những người làm điện ảnh đâu, mà tất cả các chính quyền địa phương. Câu chuyện này một lần nữa giúp khán giả như tôi lý giải nhiều câu chuyện trên thị trường điện ảnh của ta hiện nay. Qua tất cả những cái đang gọi là đang nóng ở trên cái thị trường điện ảnh Việt Nam, thì chúng ta cũng nên bình tĩnh và ngồi với nhau để nhìn lại là có một số cái còn quan trọng hơn mà chúng ta chưa nhìn ra. Không phải luôn luôn cái câu chuyện của chúng ta là cái câu chuyện chia miếng bánh như thế nào, mà có một cái chúng ta cần hướng đến là làm sao để cho cái nền điện ảnh Việt Nam thực sự nó có cái tiếng nói, không chỉ ở trong nước, mà chúng ta cần phải có những cái tác phẩm mà đi ra được bên ngoài. Chúng ta phải giới thiệu cái văn hóa của chúng ta ở những khu vực quan trọng nhất. Nếu mà chúng ta không quan tâm đến khía cạnh đó thì tất cả những cái tranh cãi của chúng ta về điện ảnh cuối cùng nó chỉ là một cái tranh cãi về lợi ích mà thôi. Nó không phải là một cái tranh cãi đáng phải có, là một cái tranh cãi hoặc là những cái bàn luận để làm sao cái điện ảnh nó trở nên một cái nghệ thuật và một cái văn hóa gắn liền với cái diện mạo của mình. Một lần nữa rất cảm ơn anh Phan Đăng Di đã đến với chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị, có nhiều điểm chúng tôi đồng ý với đạo diễn Phan Đăng Di. Rõ ràng là có cạnh tranh thì mới có phát triển. Và một khi mà đã là cơ chế thị trường thì chúng ta phải chấp nhận những quy luật cạnh tranh như là kẻ yếu sẽ thua, người có nhiều lợi thế thì sẽ thắng. Đó là thách thức của những nhà sản xuất phát hành phim Việt trong việc phải cho ra nhiều sản phẩm chất lượng để có thể cạnh tranh. Với các rạp, một bộ phim hay không được chiếu sản phẩm chất lượng đó cũng là một thiệt thòi và chẳng ai muốn điều đó bao giờ. Và rõ ràng là vị thế của một tác phẩm tốt thì cũng có tiếng nói riêng của nó. Và cuộc chiến giữa các đơn vị phát hành rõ ràng là chưa cân sức. Song với sự kiện lần này, đó cũng là cú hích để chúng ta nhìn lại mình làm sao để tăng tính cạnh tranh trên thị trường phim Việt. Và đó cũng là nội dung của câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Và chương trình xin tiếp tục với một số thông tin sự kiện dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 30 tháng 8.
Từ ngày hôm nay đến ngày 2 tháng 9, Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La năm 2016 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn. Du khách sẽ được hòa mình vào không gian đậm đà bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Bắc trong lễ hội đường phố, đặc biệt là đêm chợ tình của đồng bào dân tộc Mông, để tham gia những trò chơi dân gian truyền thống, thưởng thức và tìm hiểu về ẩm thực Tây Bắc thông qua các gian hàng ẩm thực của đồng bào dân tộc Mông, Thái, Giao, Mường. Ngày hôm nay, tại Thiên đường Bảo Sơn, Hà Nội, sẽ diễn ra Color Better Dance. Đây là cuộc thi quy tụ những dancer, nhóm nhảy nổi tiếng và hàng loạt những gương mặt nổi bật ở các thể loại như breaking, popping, hip hop, belly dance, girl style, freestyle và chắc chắn sẽ là cuộc đụng độ lớn nhất chưa từng có từ trước đến nay. Tổng đạo diễn chương trình là Cây Đa Cây Đề, cô làng hip hop Việt Nguyễn Viết Thành. Từ 9 giờ sáng ngày hôm nay, Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội bắt đầu tiếp nhận đăng ký thêm 3.500 liều vaccine Pentasim 5-1 qua mạng. Đối tượng đăng ký tiêm chủng là trẻ có ngày sinh trong khoảng từ ngày 30 tháng 8 năm 2014 đến ngày 30 tháng 6 năm 2016 và tính đến ngày hôm nay, trẻ đã đến lịch tiêm chủng nhưng chưa được tiêm chủng. Danh sách các trẻ đăng ký tiêm thành công sẽ được niêm yết công khai tại các địa chỉ website của Viện và Trung tâm trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lãnh đạo tỉnh này sẽ đối thoại với các nhà đầu tư của 181 dự án chậm triển khai. Tại buổi đối thoại, tỉnh sẽ thông báo với các nhà đầu tư về kết quả ra soát và kế hoạch xử lý đối với các dự án chậm triển khai so với tiến độ cam kết, lắng nghe các ý kiến của nhà đầu tư về tình hình triển khai dự án, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. Từ ngày hôm nay đến ngày 4 tháng 9, hội chợ khuyến mại Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức tại nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ. Chương trình giờ vàng thương hiệu sẽ được tổ chức xuyên suốt trong thời gian diễn ra hội chợ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm mới và hình thức khuyến mại đến trực tiếp người tiêu dùng. Bên cạnh đó, hoạt động tiếp sức đến trường cũng sẽ diễn ra tại hội chợ nhằm hỗ trợ chia sẻ và động viên các em học sinh vượt khó vươn lên học tập tốt của hình thức trao quà cho trẻ em nghèo hiếu học nhân dịp khai trường. Người dân miền Trung Italia đang trải qua những ngày đầy khó khăn sau khi trận động đất kinh hoàng đã cướp đi mạng sống của ít nhất 290 người và biến nơi đây chỉ còn lại là một đống đổ nát. Nhằm góp một phần sức lực của mình để giúp cho những người may mắn sống sót sau trận động đất, một nhóm tình nguyện viên đã quyết định chế biến một món mì ống truyền thống của vùng Amatis để mang đến cho người dân những bữa ăn ngon miệng nhất có thể. Nhóm tình nguyện tại khu vực tập trung các lều trú ẩn tạm thời ở San Angelo thuộc thị trấn Amatrice để nấu những món mì ống truyền thống mang tên On Amatriciana. Đây là một món ăn được người dân ở đây vô cùng ưa thích, thậm chí tên gọi của món ăn cũng được đặt theo tên của thị trấn này. Món mì ống này nhắc chúng tôi về quá khứ, đồng thời cũng mang tới hy vọng cho tương lai. Bữa ăn này giúp chúng tôi vượt qua được nỗi đau mất mát để mạnh mẽ chống lại thảm họa này. Chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng lại quê hương của mình. Trước đó, nhiều nhà hàng ở Italia cũng đã quyết định quyên góp những loại nước sốt mì ống để ủng hộ những người dân vùng động đất. Nói đến ẩm thực Italia, người ta sẽ nghĩ ngay tới món mì ống. Đây được xem là món ăn đặc trưng của đất nước có hình chiếc dài này. Người Italia có nhiều cách chế biến mì ống thành những món ngon tùy theo sở thích và khẩu vị của mỗi người và mỗi món mì lại mang tới những hương vị và sự hấp dẫn riêng cho người thưởng thức. Thưa quý vị, chiến tranh, xung đột tại Syria đã đẩy cuộc sống của người dân nơi đây rơi vào cảnh cùng cực và đói khát. Nhiều thành phố đã và đang trở thành địa cục trần gian khi mà khắp nơi xuất hiện những em bé gầy gò yếu ớt, thậm chí là nằm chờ chết vì không có thức ăn. Không giống như nhiều trẻ em trên thế giới, việc được tận hưởng que kem hay là chiếc bánh ngọt cũng trở thành những giấc mơ xa xỉ đối với nhiều trẻ em trên mảnh đất này. Do đó, nhiều người đã phải sớm rời bỏ quê hương, nhà cửa với hy vọng có một cuộc sống tốt hơn. Và niềm vui của các em nhỏ cũng vỡ òa khi lần đầu tiên các em được ăn đồ ngọt. Gia đình cậu bé Yazan, 4 tuổi, nằm trong số 4.000 người buộc phải sơ tán khỏi thành phố Daraya, đang bị bom đạn bao vây gần thủ đô của Syria. Hiện tại gia đình em đã được chuyển giao đến Rajale, một ngôi làng nằm trong sự kiểm soát của chính phủ, cách thành phố Daraya khoảng 20 km về phía đông nam. Cha mẹ Yazan chia sẻ, đây là lần đầu tiên em được thưởng thức những que kem mát lành và những chiếc bánh ngọt. Con trai tôi sinh ra khi chiến sự đó bắt đầu, do đó cháu chưa từng được ăn những chiếc bánh ngọt trước đó, thậm chí cháu cũng không biết những chiếc bánh và cây kem như thế nào. Đây là lần đầu cháu được ăn, do đó tôi thấy cháu rất hạnh phúc và thậm chí là ngạc nhiên. Cháu đã rất vui khi được cho một ổ bánh mì, cháu đã cầm lấy và hôn lấy nó.
Chị Amina cho biết, trước đó gia đình em đã rất khó khăn, ngoài sống trong sự sợ hãi vì những viên đạn có thể cướp đi mạng sống của họ bất cứ lúc nào, thì hàng ngày gia đình em cũng không có lương thực để sống qua ngày. Bên cạnh đó, giống như bao trẻ em khác tại Syria, cậu bé Yazan cũng không thể được đến trường. Cuộc sống quả là địa ngục, chúng tôi sợ hãi đến nhường nào, bom đạn ở khắp nơi, ngủ thậm chí cũng không yên, chúng tôi không có thực phẩm, cũng không có thuốc men. Tôi rất đau lòng khi nhìn các con tôi đang chết đói từng ngày. Hơn 5 năm nội chiến ở Syria đã khiến phần lớn đất nước trở nên hoang tàn và hàng triệu trẻ em đã không có một tuổi thơ bình thường. Theo một báo cáo của UNICEF, cuộc xung đột ở Syria đã khiến hơn 2,4 triệu trẻ em Syria đang phải tị nạn ở nước ngoài. Trong khi đó, có 306.000 trẻ sơ sinh được sinh ra trong các gia đình đang chạy trốn chiến tranh. Trong khi đó, tại Iraq thì trẻ em cũng chính là những nạn nhân phải hứng chịu nhiều đau khổ nhất do chiến tranh gây ra. Không chỉ phải sống trong cảnh nghèo đói cùng cực mà các em còn bị tước đi quyền được giáo dục và cắp sách tới trường. Với suy nghĩ là giáo dục chính là chìa khóa để giúp cho các em có một tương lai tốt hơn, một giáo viên người Anh đã tình nguyện đến mảnh đất vùng Trung Đông này để dạy tiếng Anh miễn phí cho các trẻ em tại Iraq. Người giáo viên tình nguyện này là anh Sira Davis. Anh đồng thời là một nhà hoạt động người Mỹ gốc Nhật. 3 tháng trở lại đây, anh Davis đã bắt đầu đặt chân đến Kurdistan của Iraq và mở các lớp dạy tiếng Anh miễn phí. Mỗi buổi thứ 6 trong tuần, anh Davis đều tổ chức một lớp học kéo dài 2 giờ đồng hồ cho một nhóm các trẻ em Yazidi ở độ tuổi từ 7 đến 14. Theo anh Davis, giáo dục chính là chìa khóa giúp trẻ em Yazidi, một dân tộc thiểu số ở Iraq, chống lại phiến quân khủng bố IS. Chiến đấu chống lại kẻ thù không nhất thiết, cứ phải dùng đến vũ khí. Với tôi, đó chính là những hành động giúp đỡ cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, nạn nhân của chiến tranh. Đó là điều mà tất cả chúng ta đều có thể làm. Người dân Yazidi ở Iraq đã bị IS giết hại nhiều. Trọng tâm của các tiết học chính là những đoạn hội thoại tiếng Anh giao tiếp dành cho trẻ em. Anh David cho biết, giao tiếp với người nước ngoài chính là cách tốt nhất khi học ngôn ngữ, qua đó giúp các em phát triển kỹ năng ngoại ngữ. Anh David cho hay, anh muốn mở rộng kinh phí và kêu gọi đầu tư cho dự án giáo dục của mình tại đây. Chúng tôi muốn tăng số buổi học lên 3 buổi một tuần, đồng thời mang lại cho các em một trung tâm chuyên nghiệp để các em có thể được tiếp cận với sách giáo khoa và công nghệ hiện đại trong giáo dục. Để làm được điều này, chúng tôi cần sự giúp đỡ của trại tị nạn Sharia và cần phải tăng nguồn vốn trợ cấp. Được biết, với mong muốn giúp đỡ các trẻ em nghèo vùng nội chiến trước khi đến Iraq, anh Davis đã dành 6 năm qua để đến các nước Trung Đông như Syria, Jordan để dạy tiếng Anh cho trẻ em. Một nhà vi sinh học vật người Pháp vừa phát hiện ra chiếc kéo enzyme có khả năng thay đổi ADN một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Đây được xem là công trình nghiên cứu quan trọng trong việc mở ra một kỷ nguyên mới về di truyền trong y học. Nhà sinh vật học người Pháp này là Emmanuel Charpentier. Trong nhiều năm qua, nhà nghiên cứu Charpentier đã cùng các cộng sự của mình và các nhà nghiên cứu tại Mỹ phát hiện ra rằng làm thế nào các vi khuẩn có thể chống lại được sự xâm nhập của virus. Và cuối cùng, bà đã phát hiện ra một cơ chế tự nhiên vô cùng đơn giản có khả năng thay đổi các enzyme và ADN. Đó là hệ thống CRISPR-Cas9. Hệ thống này dựa trên cơ chế miễn dịch của vi khuẩn chống lại sự xâm nhiễm phân tử ADN ngoại lai từ virus hoặc ADN, khác với hệ thống miễn dịch dựa trên enzyme cắt giới hạn. Hệ thống này dựa trên phân tử RNA để nhận diện và phá hủy ADN ngoại lai. Tôi cảm thấy rất vui và hào hứng với phát hiện này. Nhờ hệ thống CRISPR-Cas9, chúng ta có thể ứng dụng vào lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh học cũng như y sinh học. Trong suốt một thập kỷ qua, các kỹ thuật thao tác AND bộ gen dựa trên hoạt động của enzyme cũng được ứng dụng rộng rãi. Tuy nhiên, quy trình của các phương pháp này rất phức tạp trong việc thiết kế và đưa vào sử dụng trong thực tế. Do đó, tính ứng dụng của các phương pháp này chưa cao, đặc biệt đối với các ứng dụng lâm sàng. Nhà nghiên cứu cho biết, phát minh này sẽ mở ra hy vọng để điều trị ung thư và các bệnh liên quan đến di truyền. Trong khi các nước châu Á đang tưng bừng chuẩn bị cho Tết Trung Thu truyền thống hàng năm, thì những người Ấn Độ lại tưng bừng với lễ hội thần đầu voi Ganesha, một trong những lễ hội lớn nhất của người Hindu. Hòa chung vào bầu không khí đó, thì hàng nghìn người Ấn Độ tại thủ đô Paris của Pháp cùng với rất nhiều người tham dự đã đổ xuống các tuyến phố tại Paris để tham dự lễ hội đặc biệt này.
Hơn 4.000 tín đồ đạo Hindu ở Paris, Pháp cùng rất nhiều du khách đã cùng nhau tổ chức một lễ rước thần đầu voi Ganesha qua các tuyến phố để chào mừng năm thứ 21 tổ chức lễ hội tôn giáo này. Lễ hội Ganesh Chaturthi là một trong những lễ hội rất quan trọng của người Hindu ở Ấn Độ, kỷ niệm ngày sinh của thần Ganesha đầu voi, biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn. Lễ hội này thường kéo dài trong vòng 10 ngày. Tôi đã tham dự lễ hội này suốt 21 năm qua. Tôi đánh giá cao lễ hội này vì những yếu tố văn hóa của nó và đặc biệt tôi rất thích trang phục truyền thống của những người tham dự. Bên cạnh đó là mùi hoa nhài phảng phất, rất dễ chịu. Vào những ngày lễ, người ta cũng khuyên các tín đồ không nên nhìn trăng bởi làm như vậy là hành xử không thích hợp nếu không muốn nó là xúc phạm đến thần đầu voi. Những tín đồ Hindu làm tượng hình đất sét hay kim loại với hình dáng, kích thước phong phú để thờ trong nhà hay cửa hàng suốt 10 ngày. Ngày thứ 11, các tín đồ này rước tượng thần trên đường phố và ra sông. Boko Haram là một trong những nhóm vũ trang Hồi giáo được thành lập và hoạt động tại Nigeria. Nhóm này bị coi là phiến quân vì thường tổ chức các hoạt động khủng bố tại quốc gia này. Trong thời gian dài thì người dân tại bang Borno, miền Bắc Nigeria đã bị nhóm phiến quân này kiểm soát. Do vậy, chúng đã cấm mọi hoạt động âm nhạc và các lễ hội truyền thống trên mảnh đất này. Tuy nhiên hiện tại thì hòa bình đang dần trở lại, âm nhạc và lễ hội cũng được hồi sinh. Theo đó, trên khắp các đường phố của bang Borno, người dân đã cùng nhau tụ họp và tổ chức các hoạt động âm nhạc, hòa mình trong các điệu nhảy truyền thống. Ai nấy đều vui vẻ và hòa mình vào các điệu nhảy, bởi sau hơn một năm bị phiến quân Boko Haram kiểm soát, họ lại được làm những gì họ muốn. Nếu bạn đến Borno, chắc chắn bạn cũng sẽ bị thu hút bởi những lễ hội truyền thống. Nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng tôi. Đây là hình ảnh của một đám cưới được tổ chức theo cách truyền thống ở Nigeria. Tân lang tân nương sẽ mặc trang phục truyền thống, trong đó cô dâu mặc trang phục do mẹ chồng tặng. Tất cả người dân và khách mời sẽ cùng tụ tập tại một địa điểm và cùng nhau ăn mừng và nhảy múa để góp vui cho cặp cô dâu chú rể. Các gia đình ở Nigeria cũng thường bỏ nhiều công sức và tiền bạc cho đám cưới. Đặc biệt, cuối tuần cũng là dịp để các chàng trai, cô gái tìm hiểu và làm quen với nhau qua các điệu nhảy truyền thống. Con người đã có mặt tại Nigeria khoảng 9.000 năm trước Công Nguyên. Trong lịch sử, tại Nigeria đã tồn tại rất nhiều quốc gia khác nhau với những nền văn hóa riêng đặc sắc. Giống như thường lệ, lễ trao giải thưởng âm nhạc danh tiếng MTV VMA 2016 đã quy tụ dàn sao hàng đầu của làng nhạc quốc tế cùng với rất nhiều người hâm mộ đổ về thành phố New York, Mỹ. Và một lần nữa, nữ diva của thế giới Beyoncé đã chứng tỏ vị trí hàng đầu của mình khi giành chiến thắng áp đảo tại lễ trao giải năm nay. Beyoncé đã trở thành nghệ sĩ mang về nhiều giải thưởng nhất tại lễ trao giải, bao gồm những giải quan trọng nhất như Video của năm và Video của nữ nghệ sĩ. Tổng cộng, cô mang về nhà 7 giải dành cho Formation và một giải dành cho MV Hold Up. Đầu tiên, cho phép tôi được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới chồng tôi, cô con gái bé bỏng và tất cả những người đã ủng hộ tôi. Tôi đã có một đội làm việc tuyệt vời, không biết mệt mỏi. Chính họ là những người đưa tôi đến với những giải thưởng này. Bên cạnh chiến thắng áp đảo của Beyoncé, Rihanna cũng trở thành ca sĩ thành công lớn tại đêm trao giải khi mang về giải thành tựu Michael Jackson Vanguard. Bên cạnh đó, còn rất nhiều giải thưởng quan trọng khác cũng đã được trao cho những nghệ sĩ về những cống hiến không ngừng nghỉ của họ như video nhạc điện tử hay nhất, nghệ sĩ mới xuất sắc. Điều ở VMA 2016 được công chúng mong chờ nhất là sự quay trở lại của công chúa nhạc pop Britney Spears sau 8 năm vắng bóng. Lễ trao giải MTV VMA 2016 khép lại khi Drake lên trao giải thưởng thành tựu trọn đời. Ba giải thưởng chia hạng mục theo thể loại nhạc được công bố sau khi lễ trao giải kết thúc, đồng thời chính thức đánh dấu sự trắng tay của Adele và Hello tại VMA 2016. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày làm việc mới thật hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.